Thì ra rồi, nhà anh mới trả vụ bảo. Thế mẹ biết tôi rồi, thì cả rồi cô lâu tiền lên há lại một bí này một bọn nó. Cô là anh mà nhìn đi đây đây tụi mình mà hậu. Rồi nghe lý là lấy cô huynh huynh này cô là nhau được cô sau lên đi à rồi đi. Anh nếu mà nó trả mì ở đi bà xuống cô mình đi đập vụ. À làm nhiều bọn. Rồi cô há lại bị mẹ tụi anh nhé. Xây trả đi vô lù rồi. Tiệm là xây mà phụ vô lù rồi. À làm nhiều lì bọn. Anh mà nên nên há lại một lì lùi này à nhiều lì để xì à bọn nó. Cô lấy vào trong lì cho đẻ liệu thì quý đại liệu sẽ qua làm nhiều gì, cho ai sẽ trả rồi lấy tất cả mọi thứ nhiều gì bọn nó, cô tất cả phải làm nhiều gì bọn, alo alo đi, nè bây giờ tôi sẽ tôi robot tất cả phải làm bọn nó, lúc đó mình sẽ nói thằng mẹ đi đi nuôi gà với sòng đi, sòng đi bọn nó, đi rose cố gắng là đi à, thà Chris bắt tham ăn xong hút chết để sòng đi bọn nó, rồi feeling đi à rồi chú trả lại bọn, thì đi sòng đi rồi chạy đi Chris cả đi, đi đi với sòng đi season bây giờ rồi designer gì mua áo SYM á, lâu bây giờ nào rồi lucky forever champs, mấy cái gà rồi Kevin William á. Thì bây giờ cháu miệng với nhà mình chú ấy chính chỉ hòa làm tí khi nào nào vậy nè nào đó à singer is the best for air rồi lo gì đó thì cô ấy thì traditional bọn nó traditional yếu nhà mà biểu thì nhà máu với sòng đi thì sau đó khán giả chắc là chạy để bọn nó royal phiệt để classic phiệt để bọn nó bây giờ mà thì khi vậy ở bên mỹ ở khi sau ấy ở design đi thì trend này này thắp bây giờ thắp bóng sắp bây giờ lúc nào lâu thà là sau đó ở bên cô ấy traditional lấy chế đấy, khi này mình để lâu thay rồi, cả lý với nhà này feeling này classic chế đấy bộ, lúc khán giả elegant chế đấy mà, mà nói mày nó khúc lòng với chị na, cô nó khúc lòng với bia đấy, ở mình cái lý rồi ra rồi thì em là tất cả mà được khám ấy mình là sao nhà ra rồi, ở cô chế đấy từ nay đã lúc nhiều mình là bởi vì khu phần nhà mình suy, bởi chỉ rồi mà phần đi chém vũ, cho nên mẹ khi lúc nhiều với sống là lì rồi với bia thì bọn nhà chị này bọn nó, nhưng mà với sống là lấy cô nhưng mà này nghe nhé, cho em nhé thì lúc nhiều traditional với sống thì để rồi, ở lúc nhiều bọn nó, cô chỉ để nhiều da lì này xuống này, thì nhưng mà với sống lì thì từ từ xuống lại không mang lì này bọn nó, nào bây giờ thì trên nào bởi xuống luôn xem này, wedding không lì này với chị này, wedding dress đi bọn nó, lúc nhiều là cô thì cái cô đã cha mẹ chào cha cô bọn nó cô chăm bút thay thì bỏ bỏ nó cô được cái lớp cha mẹ chỉnh cha mà về bắt đầu chuyện mình lại xong lại tháp phía ấy lùi rồi chạy bỏ đi à chào ở đó lo gì rồi mà tì cha tì kiếm mà lùi về lùi đi nhà ấy rồi mà tì gì chứ bỏ nó cô chết đây đồ rồi nhìn em mà xì à bỏ cô lớp cha mẹ chỉnh cha mà về chắc hà ấy thấu biết chứ này à chào tao nghe chuyện này tôi đã tao mi chích xì à đi phải ấy đi cô chào lấy u phải ấy này nha à lúc xem nhà mà nó biểu ý bảo biểu ý sợ đấy luôn ấy tụi nhà khai lý đi tu mà lý chết lúc nhiều bảo tôi giờ khai lý lại chết nhà mà đấy mà nãy bảo nó Christo lô thì lúc nhiều bảo nó tiêu sau này anh biết nhà xin đi cô nào lấy bì mẹ miêu ta ông yên trên tai ngoài sửa ra đấy thì khi nào lấy bì mẹ tôi lù ở đây lấy rồi nhà ấy nào lấy bì này này số mà tiêu này tiêu nhị lô xem gì đấy số mà về sẽ sẽ trả cao này bảo nó rồi thà still thinking bảo niệm là và mà rồi mà tỷ tiêu bọn nó mà xỉu bảo nó sợ biết đâu đến nên đi vào xỉu cô phải sắp chết rồi à mày biết đâu mày mày lấy chết tôi à lấy tao nhớ gì xỉu này rồi chẳng tao nghe chuyện xỉu này mà em chết này bọn nó rồi sao bây giờ mà lấy hồ cô ex đi này rồi lấy mẫu này này làm quay bảo à làm như sao anh nhớ này lùi tao nghe chuyện khúc thì nào sau cô yến chia rồi điều này à lấy nó rồi rồi tao nghe chuyện này tham mà về chuyện này lùi à nhà ai vậy bọn nó từ nay cô này tham mà anh yêu huynh ai lấy bài đi à làm như sao từ lấy cô xây mà bù gì chứ cô lấy yến xây bù lại bên mẹ này ai khai ra từ nay cô này nó rồi mà tao nghe chuyện chết bé nhi đó già cao này bọn nó ở lứa lứa lì này vậy, tao nghe trên mấy chuyện thảm chuyện này bọn nó là lo gì à? Đi học tập yếu gì bỏ đi, thì ra rồi nhà anh mới tháo vụ bảo, thà mẹ biết tôi rồi, thì cả rồi cô lâu tiền lên há lại một bí này một bọn nó, qua lại anh mà nhìn đi đây đây tụi mình mà hậu, rồi nghe lý là lấy cô huynh huynh này cô là nhau được khu sau lên đi à rồi đi, anh nếu mà nó thay mi ở đi vào xuống cô mình đi đập vụ. À làm nhiều bộ, rồi cô nào lại bị mẹ tụi anh nhé, xây trả nhiều bộ lù rồi, tiệm là xây mà phụ bộ lù rồi, à làm nhiều lì bộ, anh mà nên nên nào lại một lì lùi này làm nhiều lì để xì à bộ nó, cô lấy vào trong lì cho đẻ liệu, nhiều quý để liệu, xây qua làm nhiều lì, cho ai sẽ trả rồi lấy, tất cả mọi thứ làm nhiều lì bộ nó, ô tất cả phải làm nhiều lì bộ, à lù lì này biết tôi làm gì, tôi lúc bắt đầu tất cả phải làm bộ nó, mà bà đã phụ, tại cầm cao đầu, phải tranh cao ngang lên làm gì, à rồi mà biết rồi bộ nó, thà rồi, phải ăn thức ăn lù rồi đại một. À là mất tiền đều biểu ý mình nó sẽ biểu ý về lâu mày luôn sinh ra thải thì đâu biết sống này tao vậy nè
sai lầm cũng biểu lại biểu biểu bên này đấy, thế mà lại anh đang biểu bố xuống này, phàm mà sai cú này mà bị xử, quá lì, mà nói biểu này, đeo thế lại biểu biểu này đấy, anh lục biểu biểu vậy, wow lì, cô hoạt động bán này lâu đi nè, hoạt động này professional này, để thay thế trả lại rồi, anh nhớ này thì luôn nhớ sai quên đi bao nhiêu này, biểu này là về số rồi, chỉ cái cú này rồi này, sai gì đấy thì mà bảo, chỉ số là bao nhiêu thì sai được bao nhiêu lì, là chỉ nếu bây giờ lúc sáng mới xuống, ông nhớ ta sẽ lên về lì, hồi đó này ai trả bài đấy, bây giờ skin care cái cú này brand ambassador lâu quý vô sự rồi, bọn nó, bây giờ hồ tiền bỏ Crystal thì nếu bây giờ xem nhưng mà thì nhưng mà thì ông ấy xí bài cho cô lập phổ là xí dễ xí, thằng này là trả lại được xem, bây giờ cô thì bị mẹ bảo nó rồi xí dễ nhiều rồi, chỉ là bây giờ chỉ nó thâu nó sẽ trên mà lấy chỉ bị bảo, nào làm mấy cái điểm nhai mà lấy, chắc bây giờ chỉ để đồ bị chỉ bị bảo, chỉ dùng nhai trên mà lấy.